Thôi rồi, bây giờ em sẽ tặng cho chị một vé spa tại nhà nha. Rồi, bây giờ là nước đồ toner vô nè. Hôm nay mày đừng biệt quá vợ. Rồi, bây giờ chị tự dưỡng môi đi. Xong. Rồi, bây giờ đến nước lắp mặt nè. Vì là buổi sáng nên mày sẽ dùng Make My Day bổ sung HA để dưỡng ẩm và làm cho làn da căng mọng, trẻ hóa da nha. Em mặt nạ này khá là nhiều dưỡng chất, tuy nhiên dưỡng chất không quá đặc mà có kết cấu lỏng sánh, thẩm thấu nhanh, không gây bí cho da. Serum còn nhiều nên là đổ thêm lên trên máy và lên mặt nữa nè. Rồi giờ nhấn nút bật máy và kết nối với điện thoại thôi. Bước đầu là chế độ nhiệt nóng giống bước xông hơi mặt ở spa mọi người. Nhiệt nóng sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông và làm dưỡng chất dễ dàng thấm vào da. Máy Foreo UFO 2 tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các công năng như khi mình đi spa chuyên nghiệp luôn đó mọi người. Mày thích nhất bước rung sóng âm Tissonic. Bình thường á, nếu mày dùng tay tự massage thì nó không đã như khi dùng sóng âm. Trời ơi, nó đã gì đâu á. Khi đi làm về tẩy trang xong á thì mặt mày kiểu xinh xỉn mệt mỏi nhìn chán lắm á. Mà chỉ cần sau bước này là mày thấy da mình săn chắc, trong hồng hào rõ ràng luôn.